Chào các bác nhá. Ở đây em lại có bốn con loa vệ tinh này, hay quá các bạn. Bốn con loa vệ tinh của hãng Đài Lông này. Đấy. Con này nó rơi khoảng là maximum này, nó rơi khoảng 80W một loa, min 30. Đấy. Bác nào đang ví dụ có loa vệ tinh bị cháy thì lấy những con này về mà dùng luôn này, chứ còn em thật đi sửa con vệ tinh này về dùng nó không hay đâu mà. Đấy, sửa xong về dùng không hay đâu. Về mình lấy luôn con này về thay thế này, hoặc có thể về ghép thêm. Bác nào thích làm loa trợ thêm lời, ví dụ là đang có một bộ dàn mini đấy mà muốn tăng thêm lời, nhấc ngay hai con này về, nay em bán rẻ luôn cho các bác này. Đấy, giá của nó là 450 một con nhá. Đấy, 450 một con thì lấy bác làm mà lấy hai con em để là, nếu mà 450 một con, nếu mua lẻ này là 450 một con, còn nếu mà lấy hai con tức là lấy một đôi như này để về nghe thì để các bác tròn 800, được chưa ạ? Đấy, để hai con tròn 800. Nhưng nếu bác nào mà lấy cả bốn con nhé, em để 1,2 triệu. Đấy, trời tê nó mới chất, được chưa ạ? Đấy, tức là lấy số lượng lớn thì em sẽ có khuyến mại sâu hơn, được chưa ạ? Lấy cả bốn con, giá 1,2 triệu. Lấy hai con, giá 800. Lấy một con, giá 450. Đấy, thế bác nào tội gì họ lấy một con giá 450, lấy hai con, lấy cho em khoảng đôi đi, có 800.000. Đấy, thế mà lấy bốn con thì bao nhiêu ạ? Có 1,2 triệu. Này còn rẻ hơn tí nữa. Tội gì mà không ăn các bác, tội gì mà không không chơi. Này. Đấy, em thật các thích thì mua để đấy. Nó nào mà có cái gì ghép vào cũng sướng. Làm bốn con này tiếng lời mà tăng gọi là mầm. Này các bác này. Rất đẹp luôn này. Đấy. Bát vàng bằng giấy gân vải ốc lục giác. Quá xịn luôn. Con này bác nào không thích màu xám về có thể dán sang màu mới cũng được luôn. Thì cái này nó gọn gọn, mình lấy cái sim mình dán màu mới được, mà đây nó có cái treo. Đấy. Về các bác cứ phối cho em vào cái dàn mini ấy. Đấy. Đây này, ví dụ các bác có bộ dàn này, các bác đấu cho em thêm hai con loa để lên trên nóc thì đúng là tuyệt vời. Đây này. Ví dụ này, các bác để thêm hai con này nha. Nó tăng phần lời lên, ui nghe hay lắm. Đấy, nghe nó sướng các bác. Đấy, tội gì đáng bao nhiêu mà nhiều khi ăn chơi các bác, em thật các bác chứ. Em thì bọn em đi bán hàng thuê, làm thuê thì khó khăn, chứ còn nhờ các bác bây giờ kinh tế nó không phải là khó khăn gì đâu. Vì tặc lưỡi các bác đi ăn bạn bè nhằng cái hết cả tiền triệu đúng không ạ? Bỏ ra một chút các bác, bớt ra một chút mà lấy những con này về mà làm loa trả lời dùng cho nó sướng. Đấy, thích thì có bộ dàn mini đấu thêm vào, hay là dàn chung các bác. Dàn chung mà thiếu tép, lấy con này về mà làm độ vào để cho nó tăng phần lời lên các bác nhá. Đấy. Đáng bao nhiêu, có 450 một con. Đấy, nhưng mà lấy một con thì nó cọc cạch các bác, lấy là một đôi. Đôi có 800 thôi. Đấy, lấy một đôi 800. Đấy, còn lấy cả bốn con có 1,2 triệu thôi. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo cho em nhá. Đấy. Đấy, còn kích thước này các bác này. Đấy, con này nó rộng nó khoảng là 7,5. Đấy, tức là mình sẽ đo theo cái bụng của nó khoảng 7,5. Còn cao của nó rơi khoảng là cao nó khoảng 13 các bác nhá, cao khoảng 13. Đấy. Đấy, thì bác nào mà chốt cái con này thì alo cho em nhá. Vâng, xin chào các bác. Đây là loa vệ tinh các bác nhá, loa vệ tinh. Con này nó là cái gì, mã của nó là SCAM330. Vâng.